Alo, xin chào. Hôm nay mình tiếp tục quyển IELTS 14 Reading, bài đọc số 3 của test 3. The Power of Play, sức mạnh của việc chơi đùa, trang 67 nha. Nhớ là phải chăm học từ vựng trong quyển này ha. Cô sẽ để đường link ở bên dưới các clip để mấy bạn tải về học. Cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Trọng đã biên soạn quyển này nha. Chắc thuộc cái lời dặn này của cô rồi ha. Cô nói là đọc qua các câu hỏi trước rồi mới đọc vô đoạn văn. Thì khi mà mình đọc qua bài này mình thấy ông nào bà nào nói câu gì nè. Thì một hồi thí dụ mình đọc tới Elkin nói cái gì thì mình quay lại cái câu 27 tới câu 31 nha. Rồi mình bắt đầu dịch đoạn đầu tiên nha. Virtually every child the world over plays. Hầu như mỗi đứa trẻ trên toàn thế giới đều chơi đùa. The drive to play is so intense that children will do so in any circumstances. Khao khát chơi quá mãnh liệt đến nỗi trẻ con sẽ làm như vậy trong bất kỳ tình huống nào. For instance, when they have no real toys or when parents do not actively encourage the behavior. Ví dụ như khi trẻ không có đồ chơi thật sự, hoặc là khi cha mẹ nó không có chủ động khuyến khích hành vi này. Khi không có đồ chơi nó vẫn chơi nha. Vậy thì câu số 32 nói, Children need toys in order to play. Trẻ con cần đồ chơi để mà chơi. Vậy trái với đề bài nên đáp án của mình là no. Rồi mình sang đoạn 2. Cô dịch câu cuối cùng của đoạn 2 nha. Our society has created a false dichotomy between play and learning. Là xã hội của chúng ta đã tạo ra một cái dichotomy, là một cái sự tách biệt. False là sai lầm, một sự tách biệt sai lầm giữa chơi và học. Vậy thì trong câu số 33 nó nói It is a mistake. Thật là sai lầm to treat play and learning as separate types of activities. Thật là sai lầm khi mà đối xử giữa cái việc chơi và học như là những cái loại activities, những cái loại hoạt động tách biệt nhau. Như vậy, it is a mistake thì bằng với lời false và separate này bằng với dichotomy. Cho nên đáp án của câu số 33 là đúng với trong bài nói, nên mình chọn đáp án là yes. Mình đến đoạn thứ 3 nha. Through play, children learn to regulate their behavior, lay the foundations for later learning in science and mathematics. Thông qua chơi thì trẻ con học cách điều chỉnh hành vi của chúng, đặt nền tảng cho cái việc học về sau ở ngành khoa học, toán, figure out the complex negotiations of social relationships, tìm ra cái giải pháp phức tạp cho những cái mối quan hệ xã hội, build a repertoire of creative problem-solving skills and so much more. Xây dựng cái kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo và hơn thế nữa. Vậy thì mình trả lời được cho câu hỏi số 34 nha. Là play helps children to develop their artistic talents. Chơi đùa giúp trẻ con phát triển cái artistic talents. Phát triển cái tài năng nghệ thuật artistic talents. Thì trong những cái người ta liệt kê nãy giờ là không có artistic talents ha. Nên đáp án của mình là not given. Rồi mình dịch câu đầu tiên của đoạn số 4 nha. Full consensus on a formal definition of play continues to elude the researchers and theorists. Sự đồng thuận hoàn toàn về một cái định nghĩa chính thức của play tiếp tục lảng tránh
trốn tránh những nhà nghiên cứu và những nhà lý luận. Cái câu rất là hay ha, là cái sự đồng thuận này nó trốn tránh những nhà khoa học, tức là cái câu số 35 nó nói "Researchers have agreed on definition of play." Các nhà nghiên cứu đều đồng ý về, đều thống nhất về cái định nghĩa của play. Đâu có đâu, cái definition đó nó trốn tránh mà. Cho nên là not given. À, cho nên trái với đề bài là no. Rồi mình dịch tiếp đoạn thứ tư nha, dòng thứ hai nói "Definitions range from discrete descriptions of various types of play such as physical, construction, language and symbolic play." Vậy thì dòng này nói Miller với Eyman của năm 2009 nói là definitions là những cái định nghĩa, range from trải dài từ, discrete descriptions, những cái mô tả khác nhau, of various types of play, của những cái loại chơi đùa khác nhau, such as chẳng hạn như physical, thể chất, construction, xây dựng, language, ngôn ngữ, or symbolic play, hoặc là chơi đùa dạng biểu tượng, ký hiệu. Vậy thì nó có various types này là nó có nhiều loại, tức là nó bằng với câu số 27 chữ separate categories là play can be divided into a number of separate categories. Chơi đùa có thể được phân chia thành nhiều cái thể loại khác nhau. Vậy thì chính là Miller với Anman nói nè, cho nên đáp án của số 27 sẽ là B. Kỳ vậy ta. Rồi mình tới hai dòng cuối của đoạn thứ 5 trang 67 nha. Often play is defined along a continuum as more or less playful using the following set of behavioral and dispositional criteria. Thường thì việc chơi đùa được định nghĩa như là một cái chuỗi liên tục của cái việc chơi nhiều hơn hay chơi ít hơn. Sử dụng một cái bộ chuẩn về hành vi và cảm xúc sau đây, một cái criteria. Và đoạn 1 của trang 68 nó cũng có nói "According to this view, children's playful behaviors can range in degree from 0% to 100%." Là theo cái quan điểm này, tức là theo quan điểm của Rubin Ean này đó, thì cái hành vi chơi đùa của trẻ có thể range từ cái mức độ là từ 0% cho đến 100%. Tức là nó có một cái tỷ lệ ha, nó more or less playful. Vậy thì ở đây câu 31 nó nói, mình sẽ ráp với lại đáp án là câu C ha, là Rubin Ean nói là activities can be classified on a scale of playfulness, là các cái hoạt động có thể được classify này là phân loại á, theo một cái tỷ lệ của cái việc chơi đùa, playfulness. Cô dịch tiếp đoạn thứ nhất của trang 68 nha. Ngay khúc hai dòng cuối của nó nói, Pellegrini nói là "Other researchers have suggested that," những nhà nghiên cứu khác đã cho rằng process orientation, sự định hướng quá trình, and a lack of obvious functional purpose, và cái việc thiếu mục đích chức năng hiển nhiên, may be the most important aspects of play, thì có lẽ là cái khía cạnh quan trọng nhất của việc chơi đùa, khía cạnh quan trọng nhất, the most important aspects. Vậy thì cái câu số 30 nó nói là certain elements of play are more significant than others. Những yếu tố nào đó của việc chơi đùa thì more significant than, là quan trọng hơn những cái yếu tố khác. Vậy thì có cái quan trọng nhất, vậy tức là cái này nó phải quan trọng hơn cái kia rồi. Cho nên đáp án là Pellegrini nói ha, đáp án câu số 30 là E. Rồi mình tới đoạn thứ hai của trang 68 nha. Dòng thứ hai nói, unlike play, không giống như chơi đùa,
Work is typically not viewed as enjoyable and it is extrinsically motivated. Không giống như chơi đùa, làm việc thì không có được xem như là thú vị và nó được thúc đẩy từ yếu tố bên ngoài. Có nghĩa là it is goal-oriented, nó là phải nhắm tới mục tiêu. Nói lại ha, chơi đùa là vui, còn làm việc thì phải có cái goal, phải có cái mục tiêu. Vậy thì câu 36 nói, work and play differ, làm việc và chơi đùa khác nhau in terms of, xét về cái phương diện là whether or not they have a target, là liệu là nó có cái target, nó có cái mục tiêu hay không. Vậy ha, hồi nãy bên kia nói work, làm việc là có mục tiêu, play là không có mục tiêu, play là enjoyable, play là chơi, là chỉ vui thôi. Vậy đúng là hai cái này khác nhau ở chỗ là có target hay không, có mục tiêu, mục đích hay không. Vậy thì đáp án của câu số 36 sẽ là giống với bài, cho nên là yes. Rồi mình tiếp tục đoạn 2 trang 68 dòng thứ 3. Researcher Joan Goodman suggested that, nhà nghiên cứu Joan Goodman đã đề xuất là hybrid forms of work and play are not detriment to learning. Cái dạng kết hợp giữa làm việc và chơi thì không có hại gì cho việc học hết. Rather, ngược lại, thay vào đó thì they can provide optimal context for learning. Nó còn cung cấp cái bối cảnh tốt nhất cho việc học nữa. For example, a child may be engaged in a difficult goal-directed activity set up by their teacher, but they may still be actively engaged and intrinsically motivated. Ví dụ như một đứa trẻ tham gia vào một cái hoạt động khó hướng tới mục đích được thiết lập bởi giáo viên của chúng, nhưng chúng vẫn có thể chủ động tham gia và được thúc đẩy từ bên trong. At this midpoint between play and work, ở cái điểm giao giữa chơi và học này, the child's motivation, cái động cơ của đứa trẻ, coupled with guidance from an adult, đi cùng với sự hướng dẫn của người lớn, can create robust opportunities for playful learning, có thể tạo ra cơ hội lớn cho cái việc vừa học vừa chơi. Vậy thì mình trả lời được cho câu hỏi số 29 ha. Câu hỏi số 29 mình sẽ chọn đáp án là F, tức là Joan Goodman nói combining work with play, kết hợp học và chơi, maybe the best way for children to learn, có thể là cách tốt nhất để cho trẻ học, the best way. Ở bên này nó nói tạo ra cái optimal context, optimal là the best, bối cảnh tốt nhất cho việc học. Rồi mình đến đoạn thứ 3 của trang 68 nha. Hai dòng cuối nó nói the adult's role in play, vai trò của người lớn trong trò chơi, varies as a function of their educational goals, thay đổi theo cái mục tiêu giáo dục, and the child's developmental level, và cái mức độ phát triển của trẻ. Vai trò của người lớn trong trò chơi thay đổi theo mục tiêu giáo dục và mức độ phát triển của trẻ. Nên câu số 28 nó nói adults' intended goals affect how they play with children. Cái mục tiêu định trước của người lớn ảnh hưởng tới cái cách mà họ chơi với trẻ. Vậy đáp án của câu đó mình chọn là G ha. His Jeff Pass đã nói như vậy. Rồi mình đến đoạn kế cuối của trang 68 nha. Guided play takes two forms. Trò chơi mang tính hướng dẫn, trò chơi giáo dục có hai dạng. At a very basic level, ở mức độ rất là cơ bản thì adults can enrich the child's environment by providing objects or experiences that promote aspects of a curriculum. Là ở mức độ rất cơ bản thì người lớn có thể làm phong phú môi trường của trẻ bằng cách là cung cấp đồ vật hoặc những kinh nghiệm mà sẽ thúc đẩy cái những khía cạnh của giáo trình giảng dạy.
In a more direct form of guided play, trong một cái dạng trực tiếp hơn, cái dạng mà chơi đùa giáo dục, trò chơi giáo dục trực tiếp hơn thì parents or adults can support children's play by joining in a fun as co-player, raising thoughtful questions, commenting on children's discoveries, or encouraging further exploration or new facets to the child's activity. Tức là ở một cái dạng trực tiếp hơn thì cha mẹ hoặc những người lớn có thể hỗ trợ trò chơi của trẻ bằng cách là tham gia, làm người chơi chung cho vui, đặt ra những câu hỏi để trẻ suy nghĩ, nhận xét về những khám phá của trẻ hoặc là khích lệ cái sự khám phá sâu hơn hoặc là những khía cạnh mới trong hoạt động của trẻ. Although playful learning can be somewhat structured, mặc dù là cái việc vừa chơi vừa học này là nó có phần nào là cấu trúc sẵn, but it must also be child-centered, nhưng mà nó lúc nào cũng phải tập trung vào trẻ trước. Play should stem from the child's own desire. Chơi phải bắt nguồn từ cái sự mong muốn của chính bản thân trẻ. Vậy thì đoạn này mình có thể trả lời được cho câu hỏi số 37 và câu hỏi số 38. Nhớ là nó nói có hai dạng trò chơi ha. Một là enrich cái the child's environment, là làm phong phú cho môi trường của trẻ nè. Cái dạng thứ hai là chơi chung với trẻ nè, đặt câu hỏi, rồi nhận xét những khám phá của trẻ, khích lệ cái việc khám phá sâu hơn nữa, hoặc là new facets, tức là những cái khía cạnh mới ở trong cái hoạt động của trẻ. Vậy câu số 37 nói, in the simplest form of guided play, ở một cái dạng đơn giản, trong cái dạng đơn giản nhất của trò chơi giáo dục thì an adult contributes to the environment, người lớn góp phần vào môi trường của trẻ, in which the child is playing, mà trẻ đang chơi. Alternatively, một cách khác là an adult can play with a child, một người lớn có thể chơi với đứa trẻ, and develop the play, và phát triển cái trò chơi. For instance, chẳng hạn như bằng cách là, vậy đáp án là bằng cách encouraging, là khích lệ the child to investigate different aspects of the game, khích lệ đứa trẻ nghiên cứu những cái khía cạnh khác của trò chơi. Rồi hồi nãy nó nói là mặc dù là vừa học vừa chơi này là nó có được cấu trúc trước đi nữa, hướng tới mục tiêu đi nữa, thì nó vẫn phải là the child center, tức là vẫn phải tập trung vào trẻ. Play should stem from the child's own desire, là trò chơi phải bắt nguồn từ cái sự mong muốn, desire của chính cái đứa trẻ đó. Cho nên đáp án của câu số 38 là adults can help children to learn through play and make play the activity rather structured, cho dù có structure đi nữa, but they should still based on the child, nhưng mà lúc nào cũng phải dựa vào cái gì của đứa trẻ, đó là cái mong muốn của đứa trẻ, desire. Rồi mình đến đoạn cuối cùng nha. Both free and guided play are essential elements in a child-centered approach to playful learning. Cả trò chơi tự do lẫn trò chơi có hướng dẫn đều là những yếu tố cần thiết trong cái phương pháp tập trung vào trẻ, lấy trẻ làm trọng tâm á. Intrinsically motivated free play provides the child with true autonomy. Trò chơi tự do mà được thúc đẩy từ bên trong cung cấp cho trẻ cái true autonomy, tức là cái quyền tự chủ thật sự. Trò chơi tự do cho trẻ quyền tự chủ thật sự. Vậy thì nó bằng với câu số 39 à. Không phải bằng mà là mình có thể điền từ cái khúc đó là play without the intervention of adults gives children real. Trò chơi mà không có sự can thiệp của người lớn, tức là chơi tự do đó, gives children, cho trẻ cái gì thật sự,
thì đó chính là cái quyền tự chủ thật sự, real autonomy, true autonomy. Rồi dòng thứ ba của đoạn cuối nói: Parents and educators can provide more targeted learning experiences. Cha mẹ và những nhà giáo dục có thể cung cấp nhiều hơn những cái kinh nghiệm học mà nhắm tới mục tiêu hơn, nhắm tới cái mục đích hơn. Vậy thì câu số 40 nó nói là play can be, trò chơi có thể cái gì đây? Trò chơi có thể can be targeted at particular goals. Trò chơi có thể được nhắm tới những cái mục đích đặc biệt nào đó. Rồi, vậy là mình xong một bài nữa rồi ha. Cô chúc các trẻ chăm chỉ để học giỏi giống như cô Captain Ben nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở clip kế tiếp.